Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với thế giới Minecraft của Thắng. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở cái ngôi làng tuyết này rồi. Cái video ngày hôm nay là Thắng sẽ đi so sánh cái cây kiếm băng, kiếm lửa, kiếm nước, kiếm đất và cái kiếm làm từ lông gà. Đấy, lại nhắc tới gà thì tìm gà ở cái ngôi làng tuyết này lại cực kỳ là hiếm rồi. Và cái 5 thanh kiếm ngày hôm nay nó cũng như kiểu là 5 cái cây cung ngày hôm nay ta vừa mới so sánh ấy. Rồi, bây giờ không lằng nhằng nhiều nữa, ta sẽ đi chế tạo cái cây kiếm luôn. Mà cái ngôi nhà của Thắng đây mà nguyên liệu thì đã có sẵn rồi nha các bạn nha. Đấy, có 3 cái quả cầu lửa này là tìm khó nhất nhưng mà may quá. Ở mấy cái video lần trước Thắng tìm thì nó có sẵn rồi. Bây giờ là sẽ chế tạo ra cái cây kiếm bằng lửa, tức là quả cầu lửa đây. Wow, một cây kiếm nha, còn mấy cây cung phải cất đi. Mấy cái cung, à ta sẽ cất mấy cái cây cung này vào trong rương này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Trời ơi, nhiều đồ quá rồi, không sao, như thế này vẫn đủ. À, đất này, cây kiếm đất này, khối cỏ này, hay quá. Ồ, đây, cái que của Thắng đây. Đây là cây kiếm đất này. Ok, còn gọi là cái cây kiếm cỏ. Và cây kiếm tiếp theo, may quá Thắng còn vẫn còn lông gà luôn các bạn ơi. Đây là cây kiếm bằng lông gà. Và cái cây kiếm bằng quỳ. Cây kiếm bằng nước thì cần phải có xô nước các bạn ơi. Xô nước mới cây kiếm bằng gì nữa ta. Cây kiếm bằng cái gì nữa nhở. Cây kiếm nước lửa. À, cây kiếm bằng băng nữa, đúng rồi. Cây kiếm bằng băng thì bây giờ Thắng sẽ phải đi đào băng này. Từ từ, bây giờ là Thắng sẽ... Đây, may quá Thắng có 3 cái xô không này. Thắng sẽ đi múc nước lại nha các bạn nhá. Tưởng gì nước... Ôi trời, nước ở cái ngôi làng này bị đóng băng hết rồi các bạn. Wow, nhảy lên. À, đầu kia có khối băng kìa các bạn kìa. Thắng nhìn thấy khối băng rồi nha. Thắng sẽ đang đào nhà của ông dân làng. Ồ, cá cái ao này bị đóng băng rồi. À các bạn ơi, còn bên kia chưa bị đóng băng này. Múc 3 số nước. À, 2 số nước thôi. Ok, Thắng đang bị đói này. Tờ phải làm quả táo vàng cho lo đã. Ok các bạn ơi, rồi trở về cái ngôi nhà của Thắng nhanh chân đây nào. Ờ, biết thế là chế tạo ra luôn rồi. Chế tạo luôn cái cúc chim mềm mại để đi đào băng. Lại phải sang nhà bác thợ rèn để mượn bác đấy cái gì nhỉ. Cái đấy gọi là cái gì? Quên mất rồi. Cái mà để nâng cấp đồ ấy, cái mà để phù phép đồ ấy, cái thì quên mất tiêu rồi. Tự nhiên Thắng quên nhá. Không phải là Thắng quên đột Thắng quên đâu mà là Thắng quên cái quên đột xuất luôn ấy. Và bây giờ chế tạo ra cái cây kiếm bằng nước này. Để 2 số nước đây. Thắng có 4 số nước luôn à? Yo! Bà ơi. Đâu rồi? Cái cây kiếm bằng nước của Thắng đâu mất tiêu rồi các bạn. À đây. Cây kiếm bằng nước đấy nha. Từ bây giờ Thắng sẽ sang nhà bác thợ rèn Thắng mượn. À cái đèn, đúng rồi. Tự nhiên lại nhớ ra cái đèn. Đấy các bạn ơi, Thắng sẽ sang nhà bác thợ rèn Thắng mượn cái đèn này chế tạo ra cái cúc mềm mại nha. Ôi trời ơi, tìm mãi mới có một ngôi nhà. Ui trời, còn đóng cửa chứ. Không Thắng mượn cái đèn sao ấy. Tìm mãi mới được cái đèn. Bác này là bác thợ làm giáp thằng nào có cái đe chứ bình thường là bác thợ rèn cũng có cái đe. Ủa mà cái con bò này nó cứ đòi vào đây này các bạn này. Ok, hãy cho mày vô đây nha. Đấy mày vô đi, chắc là nó vướng quá là không vô được các bạn. Đâu rồi? Đây cuốc chim Thắng này. Thằng có mấy cái cuốc chim phù phép luôn đó, mềm mại xong. Ủa mà bây giờ Thắng mới để ý nha, Thắng tận level 39 luôn. Hình như bác này đang đòi tiền này các bạn này. Thế nào? Ui trời ơi, toàn trao đổi bằng ngọc lục bảo thôi các bạn ạ. Bác thợ đèn này lấy đất ná thôi. Hình như Thắng đủ nguyên liệu cho ta các bạn nhỉ. À Thắng đi đào băng nữa nhưng mà bây giờ từ Thắng nhớ ra rồi. Thắng sẽ không đi đào băng của ngôi nhà ông dân làng nữa mà đầu này cũng có băng này các bạn nè. Đầu này đấy, đầu này bao nhiêu là băng luôn. Mỏ đói quá. Suýt nữa thì ngã xuống đây. Nhìn này, có gọi này, mấy ông dân làng này. Hai ông dân làng luôn. Từ từ, để Thắng lên cái sáng Thắng giải cứu hai cái ông dân làng này ra nha các bạn nha. Uấy, cái sáng này của Thắng cực kỳ là xịn luôn. Ủa, đó, bây giờ hai ông này mà không lên đây được thì kệ mặc xác luôn. À, đây có đường sang này, có cái cây cầu sang này. Wow, băng đây rồi các bạn ơi. Ui, xịt nữa đào vào cái ngôi nhà. Băng đây này, đây nè, hai khối băng, ba khối băng luôn. Ok, đủ băng luôn. Bây giờ là trở về chế tạo ra cái cây kiếm băng. Ồ, mà hai cái ông dân làng này hình như đi thu hoạch tuyết để chơi lém nhau sao ấy. Cả đây.
to là thằng làm đường lên như thế rồi mà hai ông đấy không biết lên. Đấy, lại quên mất cái vị trí nhà của thằng ở đâu rồi. À, ở đâu này, đâu này. Nhìn thấy cái ao hồ này là nhớ ra ngay cái vị trí của... Ôi. Nhớ ra ngay cái vị trí ngôi nhà của thằng ở đâu này. Nhà cực kỳ là xa luôn. Rồi, cây kiếm cuối cùng, cây kiếm băng. Đâu rồi? Ơ, sao không ra nhỉ? Cây kiếm băng mà hình như không phải sao ấy. Thôi mặc xác đi. Thôi các bạn ơi, kệ, băng thì băng, kệ đi. Thôi thằng có 4 cái thanh kiếm này nào. Ok rồi, bây giờ là test xem 4 cái thanh kiếm này cái sức mạnh của nó như thế nào nha các bạn nha. Thôi chắc phải đi ra chỗ khác chứ hôm nào cũng quay video ở đây nghe nó hơi bị lóe mắt. Thôi thằng sẽ, đây, thằng sẽ đi lên đỉnh núi nha các bạn nha. Ồ, đầu kia có một ngôi nhà gần, đúng rồi, ngôi nhà của người bị cách ly. Mấy hôm rồi toàn quay video ở cái ngôi làng này. Thằng sẽ trèo lên đỉnh núi. Mà trèo lên đỉnh núi thì làm gì có bọn quái vật nhỉ? À đúng rồi, thằng sẽ lại triệu hồi ra một cái bộ giáp để test kiếm. Hay quá. Thế thôi, bây giờ thằng xem á. Đây là cái thanh kiếm của các bạn ơi. Thanh kiếm này là cái thanh kiếm bằng quả cầu nha. Xem nào. Sức mạnh của nó, wow, kháng cự và kháng lửa này. Tức là sẽ chống lửa nha. Thằng sẽ tìm một cái hố lava thôi, nhảy xuống cho các bạn xem. Hố lava là ở dưới này, trời ơi cứ đi mất công thế nhỉ. Hố lava nó sẽ ở dưới này. Đấy, lava đây, không biết hố này nó có sâu không. À, bác ơi nhảy xuống ạ. Wow, không bị làm sao, wow. Bên dưới lava này, ôi lần đầu tiên bơi xuống lava này. Ôi, nhìn nó vàng chóe luôn. Rồi, như vậy là cái quả kiếm này kháng được lửa này. Ghê, đó, cái gì cái liên quan đây nữa là kháng được lửa luôn. Vậy đang chạy, từ lên bờ đã. Rồi, bây giờ thằng sẽ chuyển sang cầm cái kiếm đất nha các bạn nha. Nhưng mà từ từ, phải để thằng hết cháy đã. À, sao cháy lâu thế? Làm quả táo vàng phát nhỉ các bạn nhỉ. À, thôi, làm quả táo vàng là không được. Được, thịt gà cũng không có mà ăn, thôi cả đi. Thôi cầm cái thanh kiếm đất lên. Ok, thanh kiếm đất này thì xung quanh của thằng toàn những kiểu như là kiểu như thằng hồi sinh ấy. Oh, sức mạnh nè, kháng lửa. Thanh kiếm đất cũng kháng được lửa nha các bạn ơi. Kháng cự này, sức mạnh, wow. Thanh kiếm đất xem mạnh hơn ạ. Xem nào. Ok, cái thanh kiếm lửa thì không có sức mạnh các bạn ơi. Thanh kiếm đất nó sẽ mạnh hơn này. Nhảy xuống tiếp, đó. Kháng lửa luôn. Ghê chưa. Là ok, nhảy lên. Bây giờ nó sử dụng cái thanh kiếm lông gà nhá. Ok. Oh, wow. Thanh kiếm lông gà thì nhiều hiệu ứng, nhiều sức mạnh hơn này các bạn nhé. Nhảy cao nhá. Tốc độ này, rơi chậm này, kháng cự này, kháng lửa này. Ủa, kháng được cả lửa luôn. Xem nào. Kháng cả lửa và các bạn nhỉ. Nhảy rất là cao luôn. Quái. Và chạy cũng cực kỳ là nhanh luôn. Trời ơi, Wow. Ê, sao tao bị mất máu nhỉ? Thôi, làm quả táo vàng ra, tại sao tao lại bị mất máu nhỉ? Thôi, thêm cái thanh kiếm nước này. Ok. Wow, thanh kiếm nước này thì cũng sức mạnh hơn này. Sức mạnh thủy triều này, hồi phục, hồi phục máu này. Cầm thanh kiếm nước là máu của nó sẽ tăng lên nha. Và kháng lửa này, hấp thụ này, wow. Như vậy là thằng đã biết rồi. Còn bây giờ thằng sẽ test sức mạnh nha các bạn này. Ok các bạn ơi, thằng sẽ thả mấy con bộ giáp này ra. Giáp này ra, cho nó cầm kiếm nha. Ok, tí nữa thằng sẽ lại cho nó cầm kiếm. Ủa, bây giờ nó không có kiếm nên nó không làm gì thằng này. Mà cái kiếm kim cương của mình đâu rồi. Ok, đó, wow, nhìn nè. Nó cháy luôn nè. Wow, cháy luôn nha các bạn nha, cháy nha. Nào, thanh kiếm đất. Thanh kiếm đất là nó sẽ bị đứng im này. Ôi, nghe có vẻ sức mạnh cũng giống cây cung đấy các bạn ạ. Giống cây cung. Ok, nó bay lên. Nó ngã xuống nha. Rồi, thanh kiếm nước này. Thanh kiếm nước thì nó không bị làm sao các bạn ơi. Thanh kiếm nước thì nó trâu hơn. Được rồi. Nào, thanh kiếm đất này. Nó đã bị đóng đất rồi. Cho mày phát nữa nè. Cho mày lửa luôn. Cho mày bay lên trời luôn. Nào mày bay đi. Ui dồi. Nhưng mà sức mạnh của nó trâu dã man luôn. Ok, nó lăn xuống rồi. Bây giờ là thằng sẽ trao cho nó. Không trao cho nó bộ giáp đâu. Thằng sẽ trao cho... Ui. Trời tối rồi các bạn ơi. Phải về nghỉ đã. Phải chế cho nó một cái bộ giáp để đấu nhau cho nó công bằng.
Giờ về anh tạo cho bộ giáp nha, và cho nó một cái thanh kiếm. Thôi cho nó cái thanh kiếm lửa đi đấy. Cho nó cái thanh kiếm lửa đi. Ok. À có mũ, mũ này. Rồi cái áo. Cái gì nhỉ? Áo. Right. Ơ, có áo rồi mà. Còn thiếu cái quần của anh. Thiếu cái quần. Ok. Cái trên này. Nào, bây giờ sẽ chiến đấu ở bên dưới mặt băng. Nào, bây giờ sẽ chiến đấu ở bên dưới, ở trên cái bề mặt. Nào, bây giờ thắng với cái tên giáp kia sẽ tết kiếm ở trên cái bề mặt băng này nha các bạn nha. Là phải nhanh tay được, không là nó chưa cầm kịp kiếm là nó oanh thắng rồi các bạn ạ. Nào, 1, 2, 3. Nào, kiếm. Ok. Mũ. Áp. Úi rồi ơi, hay quá các bạn ơi. Yo, chưa thấy động tĩnh gì cả. Ok. Oh, nó không nhận được mũ. Wow, ơi. Wow, nó oanh thắng. À, tên này không biết sử dụng cái cây kiếm các bạn ơi. Nó không biết sử dụng cái cây kiếm các bạn ạ. Rồi từ thằng làm quả táo vàng cho nó khỏe mạnh hơn á. Ôi nó cùi quá. Bây giờ cho nó vũ khí rồi mà nó không biết sử dụng nên nó đánh con ra lửa đâu. Các bạn nhìn thằng này nào. Mày đây. Nó đã bị trói chân rồi các bạn nè. Nào cho bạn trói chân nè. Cho nó bay lên trời luôn. Cho nó bay. Cho mày bay lên trời phát lửa nào. Cho mày, à ta dùng cây kiếm nước này xem nào. Nào. Cây kiếm nước này. Cây kiếm nước này thì nó nghe vẻ nó yếu hơn các bạn ạ. Ok. Nào. Mày đứng đi. À các bạn nào cho nó ngã xuống đây nào, nào mày xuống đấy. Nào các ơi, nào đi đây. Ui, nó không bị ngã xuống nước à? Mày có bị ngã xuống nước không? Ok, bây giờ nó dìm vào xuống nước rồi các bạn ạ. Nó không thể nào mà lên đây được luôn. Lêu. Đố mày lên đây mày oanh được tao đấy. Lắp oanh được thắng đâu. Các bạn ơi, bây giờ thằng sẽ cầm cái thanh kiếm nước này, thằng xuống dưới này, thằng đấu nhau với nó luôn. Nào, mày nè. Wow. Nhưng mà cái giá giáp này nó cũng thở được ở dưới nước luôn. À đúng không, mà nó làm gì có tim thì nó chả thở được. Oanh này. À, ở dưới nước là nó không oanh được thắng các bạn ạ. Ở dưới nước không oanh thắng. Nào, cho mày bay lên trời. Mày không bay, nó không bay lên trời ơi. Nó không bay này. Ui. Nó trâu phết đấy các bạn ạ. Của anh từ lấy giờ nó không làm sao. Ok, nó đã làm sao rồi. Ui, bây giờ tao phải chui lên mới được. Mắc rồi. Đây. Được. Phải cầm cái cuốc chim lên. Ok, nào lên nào. Nhanh không là đóng băng mất tiêu đó. Ui. Đóng băng luôn rồi. Ôi xong bị kẹt rồi các bạn ơi. Ok. Rồi. Cuối cùng thì cũng đã lên được rồi. Thôi ơi. Vậy là hôm nay đã so sánh 4 thanh kiếm này. Kiếm lửa này. Kiếm nước này. Kiếm đất và kiếm bằng lông vịt nữa. Nghe có vẻ cũng giống sức mạnh của 4 cái cây cung kia. Thôi thì bây giờ là sẽ kết thúc cái video của mình tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.